Happy Thanksgiving. Thưa quý vị, nhân mùa lễ tạ ơn thì Yumi xin đại diện cho các thành viên của đài VAE Live Media xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, khích lệ và ủng hộ cho tất cả các thành viên cũng như là các chương trình của VAE Live Media hơn 6 năm qua. Và xin mời quý vị đón xem cũng như là những cái chương trình mà VAE gửi đến được quý vị khích lệ sẽ là tạo thêm những cái nguồn cảm hứng cho tất cả các thành viên của VAE. Mời quý vị đón xem, like and share trên các cái phương tiện truyền thông của VAE Live Media qua Facebook, app, website, SoundCloud và YouTube cũng như là trên số điện thoại nghe trên banner. Mời quý vị like, share and subscribe cho các chương trình để mang niềm vui, chương trình của VAE có thể mang niềm vui đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc tất cả quý vị sẽ luôn có được niềm vui, an lạc và gia đình sum vầy trong mùa lễ tạ ơn này cũng như những ngày tới. Happy Thanksgiving, everyone. Welcome back to VAE Live. My name is Ethan, and I would like to say that we are very grateful for your support over these past 6 years in the establishment of VAE Live, the voice of arts and entertainment. We hope that you guys continue to stay tuned for our shows and streams. Thank you to everyone who has supported us, and we hope that you all continue to do so, and that we bring joy and entertainment to your life. Thank you very much. Thank you. Happy holidays.